Đình Phú Diễn. Đình làng Phú Diễn thờ thần Bạch Hạc Tam Giang, một vị tướng thời Hùng Vương. Tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nơi đây chỉ cách Hồ Gươm chừng 13 km về hướng Tây Bắc, nơi có tuyến xe bíp 05, khu đô thị Linh Đàm, Phú Diễn. Đình làng được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia ngày 10 tháng 3 năm 1994. Lịch sử của đình làng Phú Diễn. Đây là nơi thờ thành hoàng làng, là vị tướng Đào Trường, tức thần Bạch Hạc Tam Giang. Tương truyền là người có công trạng lớn ở thời Hùng Vương. Ngài được vua phong làm thổ lệnh, quốc thống đại vương, trấn giữ kinh thành Bạch Hạc, nhậm chức quốc trưởng lệnh đô, tước Lạc Long Hầu đại tướng quân. Thần phả trong đình ghi lại rằng lúc sinh thời, Đào Trường từng chỉ huy quân đội thủy quân đánh tan giặc ngoại xâm, dẹp loạn ở vùng Hồng Châu Hải Dương. Sau khi ngài hóa, vua phong là thượng đẳng phúc thần và cho phép 172 làng lập đền thờ ông. Phú Diễn là một trong những nơi đó có được vinh dự lớn như vậy. Về kiến trúc đình Phú Diễn, được xây theo hình chữ công, bao gồm đại đình, nhà ống uống và hậu cung. Gần đây đình được đại trùng tu khang trang, nhưng vẫn giữ gần như nguyên vẹn nếp cũ. Đại đình có 5 gian, cửa bức bàn, nhà cầu sâu 2 gian, hậu cung rộng 3 gian. Các mảng trang trí thường được chạm vẽ hình tứ linh tứ quý, mang phong cách nghệ thuật kiến trúc thế kỷ 18. Cổng đình gồm 4 trụ biểu mở ra hướng đông bắc. Đại đình mặt quay về hướng tây bắc, về phía cánh đồng bên dòng sông Nhuệ cũ. Bên trái sân trước là một nhà khách nhỏ 5 gian. Khu gian phụ ở nhà liền nhà khách đầu hồi đại đình. Đầu năm 2012 có xây thêm văn chỉ ở cuối sân sau, gồm 3 gian rộng với cửa bức bàn 4 cánh. Cạnh văn chỉ là nhà bia với 9 tấm bia đá nhỏ. Hai bên sân có tả hữu mạc, mỗi nhà dài 7 gian, cũng lắp cửa bức bàn. Về di sản của đình Phú Diễn, hiện còn giữ nhiều di vật quý như long ngai, bài vị, hương áng, sập, kiệu, hạc, mâm đồng, sắc phong thần phả, bia đá, các hoành phi, câu đối, cửa võng đều sơn son thép vàng lộng lẫy. Ngoài vườn còn có cây cổ thụ được công nhận là cây di sản. Ngày 10 tháng 3 năm 1994, đình được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Lễ hội đình Phú Diễn được tổ chức hàng năm vào 2 ngày 14 và 15 tháng 3 âm lịch. Chính hội nhằm đúng giữa rằm. Trước đó vài hôm, người dân trong thôn đã treo đèn kết hoa từ cổng nhà cho đến đường làng ngõ xóm. Mở đầu là một cuộc rước kiệu linh đình đi qua chùa Bụt Mọc đến giếng cổ để lấy nước mang về cúng ở đình. Đoàn rước cũng đến thắp hương đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của làng. Xin mời các bạn cùng với di sản UNESCO tham quan lễ hội của đình làng Phú Diễn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thank you.
Thank you.
cũng mất đó. Thank you.